Đấy. Các bạn biết không, mỗi khi mà chúng ta về mà nhận được ông xã chúng ta một gói quà mà ông gói màu tím, ông thể hiện tình yêu mà chúng ta màu tím rồi, thôi ta đi chỗ khác chơi thôi. Đúng. Là thua rồi đấy nha mọi người. Không phải là lúc nào chúng ta cũng đặt để tím vào chỗ nào cũng được. Đúng không ạ? Hợp lý quá. Đúng rồi. Nghe kinh nghiệm của một người có bốn con chia sẻ thấy lòng mình tự tin, bảo sao bản thân em. Giống như ông kia, ông đi Đà Lạt xong rồi ông bảo là Đà Lạt có mùa hoa quỳ rồi, ông về ông tặng bà vợ có hoa quỳ ấy, mọi người bảo ông tặng, tức là ông về ông tặng bị bà vác gậy bỏ lùa ra ngoài. Tại sao vậy? Hoa quỳ là quý già đó. Thật vỡ. Hoa quỳ là quý già. Giờ mới biết, bây giờ mới biết. Thôi bây giờ tôi phải học những cái cần phải đánh ché, né tránh. Sau này nữa như tôi gặp tôi còn biết là phải phải trái hợp lý. Chứ tặng cho nó hoa giá quỳ thôi rồi. Cứ thấy Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, đẹp quá Đà Quỳ. Bảo là đồ quý gia. Đồ quý gia. Ok, mai tôi đi ngoài đường xem có cái bụi rậm nào, tôi bảo tôi hái hoa cứt lợn tặng cho mình. Ôi, hoa cứt lợn thơm lắm nha, hoa cứt lợn mà ngày xưa mà mình dùng đang mà... Nó nhiều loại lắm. Ui, cái hoa đó mà mình ngày xưa mẹ mình á, mẹ anh á, tầm là để dùng cái gì nhà, dùng để dội đầu sơn lá. Tôi nói vui gái. Nhưng mà khi mà về nhà chồng ngày xưa là tối hôm qua em gội đầu lá xà. Nhớ không? Nhớ cái bài mà kiểu đám cưới nào đang nói không? Để hôm nay em tiếp biết về nhà chồng như vậy đó, đại loại là như thế. Em vào trong một Facebook á, sẽ một năm gọi ý kiến rồi nè. À, không gọi ý kiến có. Em làm gương tặng cho mọi người vào để mình chuẩn bị cái tiếp theo. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều. À đây. Đúng rồi, bây giờ cái cây cúc lợn nó bị mất rồi mọi người. Cái cây đó bây giờ nó bị gọi là nhiều người sử dụng quá cho nên bây giờ không còn nữa rồi. Cho nên là cái cây đó nó hết luôn rồi. Cho nên bây giờ kiếm cây rất là khó. Thật sự cái cây nó rất là 63 tỉnh thành luôn hả? Tại cái mùi thơm. Ủa, fanpage không có nè. Của Mi có nè. Fanpage không có nè. Không thấy. Đấy. Ủa, sao không có fanpage của Mi có nè. Ủa sao của em không có ra? Nếu không có thì tạo bên đó đi, xong rồi là chia sẻ cái được ra. Chứ cái đó không chỉ là ấy thôi. Tài khoản cá nhân của vợ. Tên chốt đơn. Mọi người ơi, chốt đơn thì ủ rất là nhiều. Thanh Thúy ơi, chốt đơn rồi, cảm ơn bạn nhé. Các bạn ơi, mọi người mà chốt đơn đó là góp vào một cái hành trình yêu thương. Hành trình yêu thương của chúng ta sẽ được đi đến rất là nhiều nơi. Ôi, rất là nhiều người chốt đơn rồi, kem chống nắng thì các anh chị không thể không chốt đơn được. Đúng. Vì là làm sao nó bảo vệ cái làn da cho chúng ta đẹp mỗi ngày, đẹp mà chồng mê chồng yêu luôn, bồ yêu, mỗi ngày chỉ biết tụt người cảm yêu. Xúc là thăng hoa, thăng hoa. Okay. Cảm xúc thăng hoa đúng. Cảm xúc thăng hoa mà không phải tụt. Mà tụt thì tụt. Nhưng mà cảm xúc vẫn cứ thăng hoa. Anh muốn tụt gì thì anh tụt. Không, nói thật các bạn là đây một cái dòng kem chống nắng cực kỳ đẹp nhé, cực kỳ hot nhé. Mà dòng kem chống nắng này nó rất tệ ở da, nó không có bị vết nhăn da và xài rất là mát. Và nó chống được tia cực tím này, tia UV này. Đó, và tia UVA này mà các bạn nhìn thấy số 50 cộng cộng không? 50 cộng và dưới là độ PA cộng tới 4 cộng nha mọi người. 4 cộng là cực kỳ tốt nha. Cho nên chúng ta dùng cái sữa tắm cái kem chống nắng này đi. Mọi người biết không, rất là nhiều anh chị nói là cái loại hơn 1 triệu quần chí đạt chất lượng như thế này thôi là nó cực kỳ tốt rồi mọi người ạ. Giá của nó là bây giờ chỉ còn có hơn 100k thôi. Mọi người chốt đơn đi mọi người ơi. Wow, cái dòng sữa, cái dòng nhẹ cỡ như ông á, người ơi. Không cồn nhá, cái này cam kết không cồn nhá, không cồn, không paraben, không sun phát mà silicone. Không silicone. Yes, 40 luôn, mọi người an tâm sử dụng đi. Đúng rồi, bởi vì là paraben có trong sản phẩm là nó sẽ gây ung thư da, dùng nhiều quá nó gây ung thư da cho mọi người, và hiện nay là Bộ Y tế đã cấm rồi, cho nên sản phẩm này cam kết là không sử dụng paraben, không cồn, không silicone và không sun phát. Cho nên chúng ta tuyệt đối an tâm, rất là dùng, da nhạy cảm cũng còn dùng được nữa. Cực kỳ không? Tốt không? Mọi người tốt không? Chốt đi ạ, chốt đi. Hiện nay chỉ còn hơn 100k thôi. Đúng. Hơn 100k thôi, xài đó đã này, bôi tiếp nè. Rồi, mát chưa? Đến cái mát đó, bôi đi rồi đập, từ đập. Đó, đánh đi em có rồi, để bảo hai anh em chơi đánh với nhau. À, đó.
mát lắm, bệnh rồi. Ôi trời ơi, đẹp trai. Cho nên hai cái má này lúc nào cũng đang bún cắn là vì vậy đó. Mùa ơi, nhìn nó dễ thương ghê. Đã, sao bao nhiêu cô cứ đòi cắn em, hôm qua bao nhiêu cô cứ lao vào cái nó đi cái nó. Có mấy con, có mấy qua anh thấy là hôm qua anh thấy em lại được gắn bao nhiêu người đấy. Đấy, hôm qua trời ơi, có thêm bao nhiêu người. Ôi ôi, anh đi hành trình cùng với em là anh mới phát hiện là em cực kỳ nhiều người yêu nhé. À, rồi ai cũng em mà gắn. Là, làm sao em hơi bị đa tình. Đó là em bình luận khô cả cổ, em gào thét là chị Lan Anh mà mấy ba vẫn chửi. À hay là chị Lan Anh người gần nào, xong là chị Âu Trắng. Thì đó, chị Âu Trắng tóc ngắn. Thì chị Lan Anh, Âu Trắng tóc ngắn là chị Lan Anh đó. Mà mấy mấy con mẹ không biết là có nhìn rõ không mà vào bảo là người yêu của vợ tôi, vợ tôi. Vậy tôi người ta bốn con phải không thả. Vợ tôi, vợ tôi. Mà người đưa cả vợ tôi hôm qua ra tội nghề chị đã trung thu mà cụ dẫn chị Hằng Nga đi chơi mà chị Hằng Nga lại bị tâu xích cơ trời ơi. Chị Hằng Nga bị gan ghép với vợ anh. Vợ tôi, vợ tôi. Áo trắng qua vợ tôi, trời ơi mọi người ơi. Tát bị vợ trên. Đột bữa giờ mấy chục cô là chả được cái cô nào sơ muối cô nào tay thì cơ bắp ngày càng to. Đúng rồi, nhưng mà gia đình nhà mình vui nhỉ. Lâu lâu lại là cho em cô sướng ghê. Có tối hai ba sướng đâu, sướng đâu anh. Toàn được tiếng, có được miếng mẹ nào đâu. Trời. Anh nói em nghe thế giới thì đàn ông này nó một tí thằng đàn ông rồi là đều mà ông nào cũng được gắn ghép như vậy đấy. Rồi em cứ kêu cái gì nữa. Anh mày có ai đâu. Có chị Lan Anh thôi. Có muốn cũng đâu có được. Rồi ông được ông đứng kêu nữa, ông chịu trận đi. Ông sung sướng quá rồi. Ngày xưa nói các bạn nghe là chỉ có Ngọc à quên Hoàng thượng thôi nhé, Hoàng thượng mới có nhiều như vậy thôi nhé mọi người. Hoàng thượng này có cậu bà. Ôi, hay là mọi người đang muốn em có cái chất giống như thế. Đâu anh, nhưng mà Hoàng thượng ấy. Hoàng thượng được sơi, em thân được tiếp. Hoàng thượng là còn sơi, tối sơi mấy cô. Có nghĩa là có tiếng mà không có miếng này. Hoàng thượng là thích cô nào là chỉ có đó tối. Rẹt. Ông Hùng đây cứ ai gần đi liếc qua thôi là cũng bị mọi người đáng ra đấy. Mọi người đáng ra là mọi người chỉ là. Mọi người thương em. Thương em. Ôi thương quá. Ôi thương quá. Thương á, thương. Đúng rồi, thấy em cô đơn quá mà lúc mà cho em á là cho đống luôn. Cho mấy em thoải mái luôn. Đó, thấy không? Đó những người nào có gia đình như anh lúc đầu có ai gắn ghép gì đâu. Chả có ai gắn ghép gì tao bảo anh nè, đúng không? Mất cười quá. Đó. Ai kìa. Đó, mọi người ơi, cực kỳ tốt nha. Mọi người xài nhiều lắm, mọi người cứ cầm đi làm nữa. Xong rồi bôi liên tục đây, đừng có tiếc nha. Đừng có tiết tiền, tại vì nó quá rẻ rồi, nó chỉ còn hơn 100k, trong khi giá của nó là 400k nha mọi người, gốc 400k. Và sản phẩm này mọi người xài liên tục đó, để cho nó bắt được lại, nó giữ được cái làn da chúng ta cực kỳ đẹp. Xong rồi về chúng ta tẩy trang, thế là tuyệt vời rồi. Mày bơ thời gian, nghe chưa, cảm ơn chị anh nha. Mọi người ơi, ta chốt đơn đi mọi người. Hành trình của chúng ta bây giờ là chỗ chị Lan Anh đang tạo cho chúng ta một cái group để bình chọn. Để bình chọn là xem chúng ta sẽ đi tỉnh nào tiếp theo. Và giống như là mình thi thì nhà thi người đẹp ấy, bây giờ cũng được bình phiếu bình chọn được vào top đấy. Có 3 tỉnh thành. Cho nên là bây giờ mình cũng là bình chọn luôn. Bình chọn để chúng ta tới tỉnh thành để chúng ta đón đại gia đình nhà báo. Bởi vì chỉ có đại gia đình nhà báo yêu thương mới cho chúng ta được cái hành trình này để chúng ta đi tiếp thôi. Đó. Các anh chị ơi, những ai mà không phải là đại gia đình nhà báo mà đi qua cái line này thì mọi người hãy vào chốt ngay cái đơn này đi. Bởi vì cái đơn này hiện nay là giá gốc của nó là tới 400k. Mà hiện nay trong cái viên line này chỉ còn có 189k thôi, hơn 100k thôi. Cực kỳ rẻ, cực kỳ hời rồi. Mà cái sản phẩm này rất là tốt cho mọi người. Mọi người thấy cô báo giới thiệu được không? Ủa, rất là nhiều người chốt đơn, cảm ơn các anh chị chốt đơn nhé. Rất là nhiều người chốt đơn nè. Đi Ninh Bình hả? Ồ, Ninh Bình nhỉ? Bây giờ mọi người muốn đi Ninh Bình thì mọi người phải sao nhỉ? Phải comment trong Ninh Bình thì mới đi được nha. Tức là cái số lượng người nào đông nhất ở trong Ninh Bình thì Ninh Bình mới đi được nha mọi người. Mọi người thấy hôm qua cụ nhảy siêu không? Hôm qua cụ đóng chung cụ ấy đấy mọi người. Sản phẩm này cực kỳ tốt nha. Sản phẩm này mọi người nhìn thấy trong gia đình nhà cụ báo có một người hướng ngoại là em cò, mọi người thấy giống cụ báo không? Em nhảy còn tưng hơn cụ báo, mình nghĩ đó là một nguyên nhân nhất sao lại còn nhảy giỏi hơn cụ báo nữa. Hôm qua em cò với tôi có điểm nhảy quá đẹp. Cò hôm qua có đúng một điểm nhảy thôi, nhảy hết 2 tiếng. Ôi mà nó không nghĩ nhỉ? Không nghĩ. Chị ôi gái. Chuyện nhân cho mọi người. Đó. Bây giờ mọi người vào trong rồi hả? Cho cái sản phẩm đấy nha. Công nhận nó hôm qua nhảy nó không biết mệt đâu mọi người. Nhảy xong nhảy mà mọi người mệt hết đi về, ông vẫn có bắt yêu cầu quay lại. Thì bắt về không chịu về. Không chịu về luôn. 189k thôi, rất là hời rồi mọi người ơi. 40 nha, cam kết là cô lần thương hiệu cô lần có từ năm 1972 nha. Giới thiệu lại để cho những anh chị mà vừa lướt qua kêu like nhà mình nha, mọi người dừng lại chân để mua sản phẩm này nhé. Bởi vì chỉ có viên like này thôi, sản phẩm mới
chốt mấy rẻ như thế này, 190, 89k nha mọi người. Mà đã là sản phẩm này giá gốc là 400k. Trong 400k nha mọi người nha. Và cam kết này không còn, không paraben, không sunfat và không silicone. Đây là sản phẩm cực kỳ tốt nha mọi người. Cho nên là đây anh em nhà báo này là lúc nào cũng bôi hết cho mọi người đó. Đây là sản phẩm cực kỳ tốt mà nó tẹp vào da luôn mọi người nhá. Tẹp vào da nó làm trắng hồng cái da này, nó cực kỳ mát đó. Mọi người ơi, khi mà chị Lan Anh chị đăng lên á, bình chọn có nghĩa là mọi người ở nơi nào thì mọi người bình chọn ở cái nơi đó để biết rằng là cái lượng fan của mình đã tập trung ở nơi đó, chứ không phải mọi người đăng lên để mọi người dồn vào một tỉnh để mọi người nghĩ rằng là dẫn về đó. Nãy giờ mọi người comment Ninh Bình là không đúng đâu. Đúng rồi, có nghĩa là yếu sai nha mọi người nha. Khi mà đăng lên á là xem coi cái lượng fan của mình ở cái tỉnh nào là đông nhất. Đó thì mình sẽ đến cái nơi đó. Ngoài cái việc mà chúng ta làm cái chương trình thiện nguyện ra, chúng ta còn là fan, chứ không phải là mọi người đang ở Bắc Ninh mà mọi người comment Ninh Bình, hay mọi người đang ở Sài Gòn mọi người cũng Ninh Bình, mọi người dồn hết vậy là không có đúng theo cái tiêu chí. Sau cuối cùng về Ninh Bình chả có fan nào đó. Tôi họp họ hàng tôi vô hả? Đúng rồi. Nên là mọi người chúng ta hiểu rằng là mình phải công bằng. Mình làm thiện nguyện mà, chứ đâu phải. Có nghĩa là anh chị ở tỉnh nào thì chúng ta sẽ vào tỉnh đó nhá mọi người nha. Sẽ vào tỉnh đó để chúng ta biết được là số lượng bên tỉnh nào đông thì chúng ta sẽ về đó. Để chúng ta nói chung là hành trình này về họp ban là cảm ơn anh chị em ở cái vùng đó. Rồi chúng ta sẽ đi hết mọi người nhá, yên tâm là sẽ đi Ninh Bình cũng đi, Thanh Hóa cũng đi và Hà Nội cũng đi, rồi là các nơi Hà Giang, Bắc Giang. Chúng ta một tháng chọn một lần. Bình mỗi tháng mọi người bình chọn một lần. Cái tỉnh nào chúng ta đã đi rồi thì chúng ta không bình chọn nữa. Rồi sau đó xem coi lượng fan ở đâu đông nhất chúng ta sẽ đến nơi đó. Được chưa mọi người? Không, ở tỉnh nào đi rồi các bạn vẫn bình chọn để mình biết rằng là khi nào mình quay lại tỉnh đó, tại vì mình đi vòng tròn mà mình sẽ quay lại tỉnh đó. Bên Mỹ nhiều pha lắm á. Mỹ thò. Qua bên Mỹ thì mỗi ngày chắc phải bán vài ngàn đơn thì duy trì khoảng một tháng như vậy thì có khả năng. Thuế rồi đi Mỹ, cảm ơn. Đắk Lắk, ok, Đắk Lắk vừa đi rồi nhưng mà Đắk Lắk sẽ đi lại Sóc Trăng, Bình Dương. Ok mọi người, Kiên Giang, rất là nhiều Kiên Giang. Mọi người ơi, thực sự ra là ban của chúng ta trong đại gia đình nhà báo của chúng ta đó là rất là đông, cộng đồng với nhà mình là khắp nơi trên ngoại đất nước và kể cả nước ngoài nữa, cho nên là hy vọng được là đoàn chúng ta sẽ để đi hết đến mọi nơi để các anh chị nhìn thấy được những thành viên trong gia đình báo tại đây, cũng như là chúng ta gặp gỡ các anh chị mà trong đại gia đình báo, bởi vì ở các tỉnh có những anh chị có những câu chuyện và chỉ có trong đại gia đình báo chúng ta mới cảm nhận được cái tình yêu thương đó thôi. Cho nên là hy vọng được là chúng ta sẽ đến đó để cho anh chị được một lần gặp chúng ta cũng như chúng ta gặp anh chị, đúng không? Ok mọi người ơi, có mấy người đang nhắn tin cho Hùng quà của mọi người gửi thì bây giờ đang nằm bên văn phòng quận 1 nên là ngày mai mình về dưới Hóc Môn xong rồi tối Hóc Môn mình chạy về văn phòng mình like thì mình bóc quà bên đó để mình đọc thơ sau nha. Chứ hôm nay đang qua bên nhà vợ chồng của báo là không có quà, quà đang bên quận 1 nên là để đó mai mình khui sau nha mọi người. Đúng rồi, mình ok rồi. Ở trên cái fanpage của Hùng á, nó không có cái mục thăm dò ý kiến, mà bên fanpage của con Mi thì nó có, nên mọi người chúng ta vào trong fanpage nó bình chọn xem coi là chốc nữa khi nào làm xong thì xong rồi thông báo mọi người thì mọi người vào đó mọi người bình chọn xem ở đâu nó ok nhất. Thôi phải để cả ba đăng ký.